摇摆，不要犹豫，不要躲藏，不要哭泣。命运残酷，一字一句刻在眉心所有天地。一阵寒风剑在弦上，箫声处处烽火浩荡。问千里传音，悲悲怆怆，一条险路悬崖顶上，为心中天平撼动四方。男儿热血挥洒战场，将青春燃烧点亮夕阳，不惧风暴肆意的嚣张，兄弟并肩一起上。勇闯，男儿热血挥洒战场，将青春燃烧点亮信仰，不惧风暴肆意的嚣张，兄弟并肩一起上。Tập 28. Aoki, anh có phải đàn ông không vậy? Tôi luôn cảm thấy mấy người nói cái gì mà tinh thần võ sĩ đạo vĩ đại, tôi thấy chính là tinh thần rùa rụt cổ thì đúng hơn. Anh nói gì? Tôi nói anh là một con rùa rụt cổ, tên khốn hèn nhát. Quan bằng, anh đừng có tiến lên nữa. Anh thử nhìn bộ dạng rùa rụt cổ hèn nhát của anh bây giờ. Tôi chịu thua. Tôi chịu thua được chưa? Nhưng anh chính là một con đàn bà. Thằng khốn kiếp! Thằng khốn kiếp! Tư lệnh! Tư lệnh! Ông không sao chứ, Tư lệnh? Thằng nhóc con, khá lắm. Trần Chấn Vũ tôi không nhìn làm người. Đỡ tôi dậy đi. Từ từ, cẩn thận đó. Từ từ thôi, cẩn thận. Tư lệnh Trần không sao chứ? Không sao. Thư ký Trương, lần này cảm ơn cậu. Đại ân này không biết nên báo đáp ra sao. Có thời gian rảnh đi núi Thương Long, tôi mời cậu uống rượu. Vậy không khách sáo, nhưng phải nói đến lần này còn phải cảm ơn Quan Bằng. Nếu không có anh ấy, tôi cũng không thể cứu ông ra. Thằng Tranh này đúng là đã cứu tôi ra, nhưng đã vi phạm kỷ luật, tự ý xuống núi. Xem sau khi về tôi xử lý cậu ra sao. Cậu còn cười. Lão Trần à, nếu tôi mà có thuộc hạ như vậy, tôi sớm cười như hoa nở rồi. Đúng là thằng nhóc Quan Bằng đã phạm lỗi sai, nhưng lần này anh ấy đã làm cho lính Nhật Bản ở cả Giang Châu đều nổi loạn hết. Có thể nói là đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Dù gì cũng là lấy công chuộc tội. Tôi nói có đúng không? Đúng rồi. Ban chủ đến rồi. Tham kiến ban chủ. Quan Bằng. Có. Chuyện này là sao? Những người này đều là anh em của Trấn Sơn Bang đến tiễn tôi. Như vậy đi, tôi cho cậu 3 phút tạm biệt với họ. Rõ. Tư lệnh Trần. Chào Tư lệnh Trần. Chào, chào, chào. Tư lệnh Trần, lên xe ngựa trước đi. Nào. Lão Trương, trong khoảng thời gian giải cứu tôi, có phải đã xảy ra rất nhiều chuyện không? Những chuyện trước mắt là sao vậy? Lão Trần, ông không biết sao? Thằng nhóc Quan Bằng này, vì muốn cứu ông, đã thu phục được băng nhóm lớn nhất Giang Châu chúng ta. Cậu ta giờ đã là ban chủ của Trấn Sơn Bang. Quan Bằng thu phục được họ là nhờ bản lĩnh của cậu ta. Ban chủ, đừng quên các anh em nha. Đừng, đừng, đừng. Sau này các cậu đừng gọi tôi là ban chủ nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tham gia vào đội du kích nên gọi là đồng chí. Đúng, đúng, đồng chí, gọi là đồng chí. Đại đội trưởng Quan, báo cáo đại đội trưởng Quan. Anh em ở khắp nơi đã gửi thư về rồi, nói là đồng ý tham gia vào đội du kích Đại Thanh Sơn. Sau này chúng ta có thể cùng nhau đánh lính Nhật rồi. Các anh đều đồng ý sao? Đồng ý, đồng ý, được. Tới lúc đó chúng ta cùng nhau đánh quỷ Nhật. Được, được, cùng nhau đánh quỷ Nhật.
Nhưng trưởng lão bây giờ là chính ủy của đội 1, đội du kích Đại Thanh Sơn chúng ta. Sau này chúng ta vẫn chiến đấu cùng nhau. Chính ủy viên, đám anh em này của tôi đều giao cho anh đó. Đại đội trưởng Quang cứ yên tâm, các anh em làm cho tốt vào. Được, được, được. Các anh em hãy bảo trọng, chúng ta có ngày gặp lại. Tạm biệt tại đây. Có ngày gặp lại, tạm biệt. Có ngày gặp lại, có ngày gặp lại. Bảo trọng, bảo trọng. Đại đội trưởng Quang, tạm biệt, đi thông thả. Đại đội trưởng Quang đi thông thả, gặp lại sau. Xong hết rồi, tạm biệt, tạm biệt. Dạ. Đường đường là, đường đường là hiến binh của quân đội đế quốc lại bị thảm hại như vậy. Đây là sỉ nhục của quân đội đế quốc Nhật Bản, cũng là sỉ nhục của đế quốc Nhật Bản. Ngài tư lệnh, thuộc hạ nguyện chấp nhận bất kỳ hình phạt. Hình phạt? Hình phạt có thể tẩy rửa được sỉ nhục sao? Dạ. Sỉ nhục của đế quốc Nhật Bản phải dùng máu tươi của kẻ địch để tẩy sạch. Dạ. Cậu lập tức điều tra rõ ràng những việc này rốt cuộc do ai làm. Theo bức điện báo cuối cùng của Aoki, người giết sạch đội hiến binh Nhật chắc là Quan Bằng của núi Thượng Long. Quan Bằng, anh ta từng một mình vào thành phố Nam Kinh ám sát tôi. Còn nữa, trong trận chiến giữa thôn Tiểu Triệu và hang Hổ Đối, cũng chính người này đã khiến cả tiểu đội chim ưng bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế hoạch bao vây tiêu diệt đội quân Tân Tứ cũng bị phá hỏng chỉ do một mình anh ta thôi sao? Hỗn kiếp, không lẽ hắn có ba đầu sáu tay? Ngài tư lệnh, người này ngang ngược và cực kỳ táo bạo, thường xuyên sẽ có một số suy nghĩ bất ngờ, thường làm cho đối thủ trở tay không kịp. Tôi nghe Aoki nói anh ta chỉ là một đại đội trưởng nhỏ trong đội quân Tân Tứ, nhưng lại có thể khiến quân đội đế quốc Nhật Bản ta phải chịu thảm hại nặng nề này. Một khi anh ta nắm quyền kiểm soát quân đội, anh ta sẽ là một tâm phúc đại hoạn đối với chúng ta. Ngài tư lệnh, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình diệt trừ người này, báo thù cho dũng sĩ của đế quốc ta. Phải tìm được anh ấy, theo dõi chặt chẽ, giết chết ngay. Dạ. Được. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Mọi người xem nào, đưa tôi xem nào. Đây là điện báo do đặc ủy Giang Châu mới gửi đến, tiêu diệt đội hiến binh Nhật Giang Châu, một người cũng không còn. Cho tôi xem. Thật hay giả? Đây là do đội ngũ nào làm vậy? Mọi người còn nhớ chuyện tư lệnh Trần của quân đoàn núi Thương Long bị bắt mấy ngày trước không? Còn chưa đợi chúng ta nghĩ cách, núi Thương Long đã cứu người ra rồi, còn lật đổ được đội hiến binh của Nhật Bản. Núi Thương Long giỏi lắm, hành động lớn như vậy. Họ đã cử bao nhiêu người vậy? 500, 50, 5 người. Chuyện này sao có thể được? Không sai, chính là 5 người. Không sao, Quan Bằng. Anh chậm chút, chậm chút. Mọi người nhẹ chút, đừng khiến tư lệnh bị sốc. Biết rồi, Quan Bằng, tôi nói cậu biết. Tôi không sao, cậu để tôi xuống đi bộ được không? Tư lệnh, ông không cần phải lo đâu. Nâng lên, chậm chút. Ông cứ nằm yên ở đây đi, cứ thoải mái. Chúng ta sắp đến bộ tư lệnh rồi. Sau khi đến nơi, ông nói gì cũng nghe theo ông. Được rồi, được rồi, được rồi. Tiểu tử cậu đúng là nhiều lý do. Trung đội trưởng, tư lệnh về rồi. Tư lệnh, tư lệnh, tư lệnh, tư lệnh. Dừng, dừng, dừng. Tôi xuống. Tư lệnh, tư lệnh, không sao. Đừng lo nữa, không sao. Tư lệnh, ông cuối cùng cũng về rồi. Được, được, được. Tư lệnh nhớ ông lắm. Tư lệnh. Chủ nhiệm Dương, thiết tháp. Chào mọi người. Chào mọi người, tôi quay về rồi. Chào mọi người. Tư lệnh cuối cùng ông cũng về rồi. Lần này tôi có thể sống sót quay về, đúng là nhờ vào Quan Bằng. Nếu không thì tôi đã mất mạng rồi. Nhưng mà tên nhóc Quan Bằng này tự ý xuống núi. Cậu đó, cậu xử lý chuyện này cho tốt vào. Ông yên tâm, cứ giao cho tôi. Quan Bằng. Trung đội trưởng Dương, Quan Bằng khẳng lệnh tự ý xuống núi. Cậu coi núi Thương Long là gì hả? Trung đội trưởng Dương, tôi đã phạm lỗi, anh muốn xử phạt tôi, phạt thế nào cũng được. Được. Hôm nay tôi sẽ ở trước mặt mọi người, tôi nói cho anh biết, Quan Bằng, hành vi lần này của anh đơn giản là phớt lờ kỷ luật.
và kháng lệnh quân sự. Sự việc rất nghiêm trọng. Theo quy định, đáng lý ra nên xử lý theo quân sự. Chuyện này sao có thể xử lý theo quân sự được chứ? Đại đội trưởng quan cứu người ra mà. Đúng rồi đó. Nhưng mà lần này anh làm rất tốt. Đúng rồi đó. Vậy mới đúng chứ. Còn ngơ ra đó làm gì? Khiên tên nhóc này vào trong cho tôi. Được. Thả tôi xuống. Từ từ thôi. Quan Bằng kháng lệnh tự ý xuống núi. Cho dù cuối cùng đã giải cứu được tư lệnh và còn thắng được sự kính trọng của đồng đội, tuy nhiên hành vi của anh ta cũng là làm trái mệnh lệnh. Những gì sắp chào đón anh ta chắc chắn là xử phạt của cấp trên. Chị Tử Vân, chị Tử Vân, xin lỗi nha. Chị Tử Vân đừng giặt nữa. Em quản gì vậy, đụng trúng người ta rồi kìa. Quan đại ca về rồi. Em nói ai? Em nói Quan đại ca về rồi. Quan đại ca, đi nhanh lên. Chị Tử Vân, chị chậm chút. Chị Tử Vân. Quan Bằng hay lắm, quả nhiên không nhìn lầm anh. Thôn Tiểu Trang, hang Hổ Đối đã khiến chúng tôi mở mang tầm mắt rồi. Không ngờ lần này lại còn có thể giải cứu tư lệnh ra, làm đối thương lòng chúng ta nở mặt nở mày đó. Cái đó đều là công lao của mọi người. Cũng đúng, cũng không xem qua đại ca chúng ta là ai. Đúng, có thời gian kể cho chúng tôi nghe chuyện của Giang Châu đi. Đúng đó, đúng. Được rồi, các đồng chí mau đi huấn luyện đi. Được, mau đi. Quan đại ca. Tử Dân. Tử Dân, ôm thêm một cái đi. Ôm thêm một cái đi. Đi đi. Quan đại ca. Đi đi. Tử Dân này còn ngại nữa chứ. Chuyện gì vậy? Tử Dân, trời đi lâu như vậy, dạo này em sao rồi? Em vẫn khỏe. Còn Quan đại ca, đi đi. Còn anh thì sao? Anh đều khá tốt. Em đừng nói, trời xa đã lâu như vậy, anh cũng thật sự khá nhớ đứa em gái này. Tôi biết ngay cậu sẽ đem rượu đến tìm tôi. Rượu ngon. Cạn. Nào.
Uống. Cạn. Tôi thật sự không ngờ đến. Giỏi lắm đó. Cậu thật sự đã giải cứu tư lệnh ra rồi. Tôi thấy tôi bị cấm túc trong hơn một tháng này, không có uổng công đó. Nhóc con, cậu giỏi lắm. Đừng nói nữa. Anh giỏi. Đại đội trưởng Thẩm Hán Kiệt anh giỏi nhất. Anh bây giờ học hỏi tôi đến nỗi biết kháng lệnh rồi. Anh giỏi. Tôi học theo cậu thôi. Tên nhóc này, ở giải giả trừ nếu không phải tôi kháng lệnh thì tôi đã bắn chết cậu lâu rồi. Còn để cho cậu sống sót đến ngày hôm nay sao? Tôi nói chuyện giải giả trừ cho anh biết. Tôi nói cho anh biết họ Thẩm kia, nếu không phải anh trói tôi ở giải giả trừ, tôi sớm đã đánh anh tơi tả rồi. Tôi nói cho anh biết, còn ở đó mà nói giải giả trừ. Được thôi. Cậu tưởng thường ngày tôi không đánh trả là tưởng tôi thật sự không đánh lại cậu sao? Nào, hôm nay. Vậy hôm nay tôi sẽ đọ vài chiêu với cậu. Đứng dậy đi nhóc con. Đừng giả vờ. Đứng dậy. Đứng dậy. Đổi về chiêu đi. Anh em tốt, ngủ đi. Tôi biết cậu mệt rồi. Chị Tử Dân, Ao Kỳ, thật sự không ngờ lại tạm biệt ở Giang Châu, lại trở thành vĩnh biệt. Từ trước đến nay cậu luôn là học sinh mà tôi coi trọng nhất. Ao Kỳ, cậu yên tâm, tôi thề nhất định sẽ trả thù cho cậu. Để quan bằng, để toàn bộ núi Thương Long phải chôn theo cậu. Tư lệnh, sắp phải truyền nước biển rồi. Cô chuẩn bị trước đi, tôi ra ngoài xem các chiến sĩ. Tư lệnh. Chào các đồng chí. Sao ông lại ra đây? Lão Dương, tôi không có yếu ớt đến vậy. Muốn ra đây xem huấn luyện. Cơ thể ông mới hồi phục, phải chú ý thêm chứ. Mau đi làm việc đi. Được, vậy tôi đi huấn luyện đây. Được, xem chút rồi về đi nha. Lão Dương. Chủ nhiệm Dương, anh đến rồi sao? Vừa hay tôi đang có chuyện cần hỏi anh. Đến để xem anh nè. Cho anh xem cái này. Sao rồi? Anh không nói tôi cũng biết. Chắc chắn là hỏi chuyện của thằng nhóc Quan Bằng kia. Đây là văn kiện xử lý việc Quan Bằng tự ý xuống núi đi Giang Châu giải cứu của tổng bộ. Anh xem thử. Không nghĩ đến tổng bộ lần này lại khoan dung như vậy. Không được, tổng bộ có thể khoan dung, tôi không thể khoan dung. Ý của anh là cái tính vô tổ chức vô kỷ luật này của Quan Bằng cần phải giải quyết. Nếu không giải quyết thì năng lực của cậu ấy càng lớn. Tôi đồng ý ý kiến của anh. Nguy hại của núi Thương Long sẽ càng lớn, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ về một chuyện. Chuyện gì vậy? Một số tình hình của trận chiến giữa cả quân khu chúng ta và lính Nhật. Tôi cứ cảm thấy gì đó. Cảm thấy gì? Chuyện gì vậy? Anh nghĩ xem. Trận chiến Hàng Hộ Đối, từ lúc lính Nhật bắt đầu phát động tiến công đến cuối cùng chúng ta đột phá, chúng ta đánh đều rất bị động. Nếu không phải cuối cùng chúng ta lợi dụng Quan Bằng trèo lên vách núi ở phía sau núi, đoạt được trận địa súng máy của lính Nhật, chúng ta e là đã bị lính Nhật bao vây, cả quân đều bị bắt. Anh nói đúng. Lão Dương, anh nói xem, chúng ta chiến đấu bao nhiêu năm nay rồi, anh có cảm thấy trận chiến này bị động quá rồi không? Nơi nào cũng bị lính Nhật kìm hãm. Lính Nhật này giống như hiểu rõ mọi hành động của chúng ta vậy. Anh có ý gì vậy? Không,
còn vụ việc thôn Đại Dương kia nữa. Việc điều động quân lực ở thôn và tình hình quân lực xung quanh, chúng tôi đã sắp xếp rất hợp lý. Tất cả mọi thứ không có sơ suất gì. Đúng rồi, chỉ qua mấy ngày, nhiệm vụ cấp bách đó đã tạo ra lỗ hổng trong phòng thủ tại trại chỉ huy. Chỉ vài ngày như vậy, quân xâm lược đột ngột tấn công, đột nhiên phát động tập kích, thời gian lại rất chuẩn như vậy. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Hang hổ đối trùng hợp thì cũng thôi đi. Thôn Đại Dương là lần thứ hai, còn lần này nữa, tôi đi Giang Châu trị thương, lính Nhật chắc chắn đã sớm chuẩn bị rồi. Tôi vừa đến, lính Nhật lập tức phát hiện ra tôi. Lão Dương, trùng hợp ba lần thì không phải trùng hợp rồi. Ý anh đang nói núi Thượng Long chúng ta có gián điệp? Không có bất kỳ bằng chứng, tôi thật sự không dám nghi ngờ đồng chí của mình. Nhưng những chuyện này phải khiến chúng ta đề cao cảnh giác. Hiểu rõ, tôi lập tức phái người đi điều tra. Tư lệnh, phải truyền nước biển rồi. Mau đi đi. Chuẩn bị. Một, hai, ba, nhanh lên. Một, hai, ba. Không được vào trong. Tư lệnh có ở đó không? Có, nhưng tư lệnh đang nghỉ ngơi, anh không được vào trong. Tư lệnh đâu có mềm yếu như vậy, cho tôi vào đi. Anh không được vào trong. Lính mới như cậu, dám cản tôi, cậu muốn bị đánh đúng không? Anh không thể vào trong. Đánh tôi anh cũng không được vào. Sao mà cậu? Tiểu Lý, cho cậu ta vào đi. Rõ. Đại đội trưởng quan, vào đi. Vậy còn coi được. Thằng nhóc này lại ăn hiếp Tiểu Lý đúng không? Không có, không có, giỡn chơi thôi. Tư lệnh ông xem, tôi vừa bắt được hai con gà quan trông, tí nữa hầm cho uống, bổ sức khỏe. Cậu tưởng như vậy là có thể dỗ được tôi sao? Đừng cười nữa, nghiêm túc. Rõ. Ngồi xuống. Tôi nói cậu biết, đừng tưởng cậu bắt được hai con gà quan về thì tôi sẽ không truy cứu sai lầm của cậu khi tự ý rời vị trí, tự ý xuống núi. Rõ, tư lệnh, tôi biết. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Ông xem, hai con gà quan tôi bắt này là để tẩm bổ cho ông. Thật sự không phải là mua chuộc ông. Tôi hỏi cậu, cậu biết sai lầm của bản thân chưa? Tôi biết. Thân là một quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh, không được phép tự ý rời đi. Nhưng tôi không tuân theo mệnh lệnh, mà còn tự ý hành động một mình, gây ra họa lớn. Xin tư lệnh hãy trách phạt. Trách phạt? Tôi nói cho cậu biết, cũng may lần này không gây ra sai lầm lớn. Nếu không thì cậu đã bị xử bắn chết rồi. Dạ. Dạ gì mà dạ. Cậu nói xem, từ sau khi cậu lên núi Thương Long đến bây giờ, cậu vi phạm kỷ luật mấy lần rồi? Mấy lần rồi? Thường ngày chẳng phải cậu hay nói lắm sao? Nói đi. Tư lệnh, nào. Nào. Uống nước. Đừng giễu miệng nữa. Bỏ ly xuống cho tôi. Bỏ xuống. Tôi nói cho cậu biết, quyết định của tổng bộ về cậu tự ý xuống núi đã ban hành xuống rồi. Cậu tự đọc đi. Ý kiến về việc xử lý việc đồng chí Quang Bằng của đội an ninh đặc biệt tự ý rời khỏi đội quân khu núi Thương Long. Đồng chí Quang Bằng chưa được sự cho phép của tổ chức, đã tự ý xuống núi, tự ý rời khỏi đội ngũ, thuộc hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xém chút đã gây nên tổn thất lớn nghiêm trọng, đáng ra nên xử phạt nặng. Nhưng vì Quang Bằng đã điều động nhiều lực lượng ở Giang Châu tích cực giải cứu, thành công và phá hoại hành động cuồng phong của lính Nhật, đã hóa giải được nguy cơ của chiến khu thứ ba, thế nên quyết định lấy công chuộc tội, không có khen thưởng. Vậy là xong rồi sao? Xong rồi. Cậu có ý kiến gì sao? Không có ý kiến. Tôi có ý kiến. Tôi nói cho cậu biết, tổng bộ ra quyết định như vậy xuất phát từ sự quý mến Quang Bằng cậu. Nhưng ở Trần Trấn Vũ tôi đây, công là công, tội là tội, chuyện nào ra chuyện đấy, thưởng phạt phân minh. Tiểu Lý,
Có, cậu đem cái hộp đó qua đây. Rõ. Cái này tặng cho cậu. Cho tôi. Cầm lấy đi. Tôi xem thử là gì. Cái này cho tôi sao? Đúng. Bây giờ cậu đã là người chỉ huy rồi, cần phải có một cái đồng hồ. Tư lệnh, cái này tôi không thể lấy được. Ông cầm về đi. Sao vậy? Không phải cái này. Cái này là quà phó chủ tịch Châu tặng cho ông mà. Sao lại có thể? Tôi kêu cậu cầm lấy thì cầm lấy đi. Tôi mới nói rồi, Trần Chấn Vũ tôi thưởng phạt phân minh, thu phục bang Chấn Sơn, phối hợp với bộ đội xung quanh, làm tan nát âm mưu của lính Dực, là đã lập được đại công. Rõ. Được rồi, công nói xong rồi. Tới tội. Cậu có biết cậu đã phạm sai lầm gì không? Chưa được sự cho phép tự ý rời khỏi đội ngũ. Có hai hình phạt: tự mình cấm túc 7 ngày, hai, giáng chức cậu xuống chiến sĩ trong đội an ninh đặc biệt. Xuống chức thành chiến sĩ. Sao vậy? Không phục đúng không? Phục. Chọn một trong hai. Tôi chọn cấm túc 7 ngày. Được. Quan Bằng, tôi hy vọng cậu có thể dùng 7 ngày cấm túc này suy nghĩ lại tất cả những hành vi của cậu từ lúc cậu đến núi Thương Long cho tới nay. Suy nghĩ kỹ đi. Tại sao cậu lại tới núi Thương Long? Suy nghĩ mục đích mà cậu ở lại núi Thương Long là gì. Nghĩ kỹ rồi thì tiếp tục chiến đấu. Suy nghĩ không thông thì tôi vẫn câu nói đó. Sớm muộn gì thì cũng tàn canh. Đúng. Được rồi, không nói gì nữa. Về đi. Rõ. Đợi chút. Đem hai con gà quang này đi hầm cho tôi. Được. Tư lệnh, tôi đem đi hầm cho ông uống. Đi đi. Múc cho tôi một thùng nước, thêm đầy nước. Tôi cũng giặt xong rồi, nào lấy đi. Được. Chị Tử Dân, chị sao vậy? Sao cứ buồn bã vậy? Quan đại ca còn đang ở trong phòng cấm túc kìa. Đúng rồi, hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi. Em nghĩ quan đại ca cũng nên ra rồi. Chị Tử Dân, dạo này em nghe mọi người đều đang nói về một người tên là Quan Bằng đó. Anh ấy là ai vậy? Quan đại ca sao? Anh ấy là đại đội trưởng của đội an ninh đặc biệt của núi Thương Long chúng ta. Nhưng mà cũng không phải là chức lớn gì. Tại sao mọi người đều đang nói về anh ấy vậy? Đúng vậy đó. Tuy nói chức đại đội trưởng không phải rất lớn, nhưng những chuyện đã làm thì đều là chuyện lớn. Thật không vậy? Tiểu Thúy, em mới đến, em không biết rồi chứ. Quan Bằng là một người tài năng đó. Đúng không chị Tử Dân? Em lắm lời quá. Anh ấy là thiếu gia giàu có của thành phố Nam Kinh. Sau khi thành phố Nam Kinh bị lính Dực chiếm lĩnh, anh ấy vì muốn đánh lính Dực nên đã tham gia vào quân Tân Tứ chúng ta. Anh ấy dùng một thanh đao 7-8 người lính Dực đều không phải là đối thủ của anh ta. Có thiếu gia giàu có mà không làm, lại đi tham gia quân sự, người này thú vị thật đó. Cái này có gì đâu. Quan Bằng này họ đều nói anh ấy là ngôi sao võ thuật giáng trần. Thôn Tiểu Trang năm đó anh ấy dẫn theo 17 người lính Dực, 70 mấy người. Em nói xem lợi hại không? 17 người mà diệt được 70 mấy lính Dực. Em không tin. Mọi người tin không? Không tin. Chị Tử Dân lúc đó cũng có mặt. Em không tin có thể hỏi chị ấy. Chị Tử Dân, chuyện này có phải thật không? Thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Quan Bằng này lợi hại thật đó. Còn nữa không? Tất nhiên là có. Em biết cuộc càn quét lớn chứ? Lúc đó bộ đội chúng ta bị mắc kẹt ở hang hổ đối. Ba đại đội đánh hết rồi, cũng không có xông ra ngoài được. Quan đại ca liền dẫn theo những người này leo lên trận địa xuống mái của lính Dực ở phía sau vách núi. Như vậy mới mở ra một con đường sống. Nếu không phải do vậy, núi Thương Long chúng ta cũng không có ngày hôm nay đâu. Thật không vậy? Lợi hại thật đó. Thật sự rất lợi hại. Đúng rồi. Tiểu Lan, có phải em thích người ta không? Sao em biết rõ quá vậy? Chị mới thích người ta đó. Chị có phải thích người ta không hả? Chị xé nát miệng của em. Tiểu Lan xấu quá đó. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo.
Là đội trưởng đội an ninh đặc biệt Quang Bằng. Kết thúc cấm túc, xin tư lệnh chỉ thị. Trông thanh tịnh lắm đó. Từ khi lên núi Thương Long đến nay cũng chưa từng thanh tịnh như vậy. Thanh tịnh tốt, thanh tịnh tốt nha. Có câu nói đóng cửa kiểm điểm không tiếp khách. Được, nói thử xem cậu hiểu những gì. Nói thật nha tư lệnh, từ khi ông mới cấm túc tôi, trong lòng tôi thật sự có chút nghĩ không thông. Đánh thắng trận rồi còn để tôi chịu phạt, nhưng sau này ông vừa nói vậy tôi đã hiểu ra một chút. Ông làm như vậy thật ra là vì muốn tốt cho tôi. Những ngày nay tôi bị cấm túc đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc ban đầu ở lại quân Tân Tứ thật ra là do muốn một lòng đánh lính Nhật, một lòng muốn báo thù, không có nghĩ nhiều về những chuyện khác. Từ khi lên núi Thương Long, nói thật đã gây phiền phức cho ông. Ông cũng chỉ bảo tôi rất nhiều, nhưng tôi luôn không để trong lòng. Cho đến hành động Giang Châu lần này đã hy sinh không ít anh em. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Cậu có thể ngộ ra được những chuyện này chứng tỏ cậu thực sự đã suy ngẫm về bản thân rồi. Tư lệnh, nhiều anh em đã hy sinh rồi. Nói thật thì trong lòng tôi cũng trống rỗng theo vậy. Tôi luôn tự hỏi bản thân, đây rốt cuộc là sao vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Sau này tôi mới hiểu rõ, tôi không nên hành động theo cảm tính như vậy. Đánh lính Nhật không phải là chuyện của một hai ngày. Có câu tục ngữ hay, chỉ khi nắm đấm thu lại, đánh ra mới có thể mạnh mẽ hơn. Tư lệnh, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ thay đổi. Không tệ. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ rõ lời cậu nói hôm nay. Tôi nhớ rồi. Lão Dương, còn chuyện gì không? Được, về đi. Rõ. Lão Trần, thằng cứng đầu Quan Bằng này cuối cùng đã được anh uống thẳng rồi, khác xa hơn rồi. Năng lực của tên nhóc này thì không có gì đáng ngờ, nhưng chính là tính cách của anh ta còn chưa hoàn thiện. Nếu anh muốn uống thẳng tính cách của anh ta thì cũng không phải là chuyện một hai ngày. Tôi thì không tin rồi đó. Tôi nhất định phải uống thẳng anh ấy. Tôi phải bồi dưỡng cậu ta trở thành một người chỉ huy ưu tú. Đại đội trưởng, anh về rồi sao? Cuối cùng anh cũng về rồi. Mọi người nhớ anh chết rồi. Anh khỏe chứ? Các anh em đều đang quan tâm anh đây. Tôi sao gặp chuyện gì chứ? Cậu xem có phải đang lành lặn không? Sao nào? Tôi không ở đây, các anh em còn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm. Anh không ở đây, mọi người đều rất nhớ anh đó. Đúng rồi, chính là vậy. Muốn tôi quay về, có phải thật không vậy? Tất nhiên là thật rồi, tất nhiên là thật rồi. Nhớ anh lắm đó. Muốn tôi trở về, huấn luyện các cậu gay gắt đúng không? Quan đại ca, cô Tử Dân đến rồi. Quan đại ca, anh cấm túc ra rồi sao? Anh có khỏe không? Anh còn khỏe lắm. Chẳng phải đang bình thường sao? Em có đem theo nhiều khoai lang qua đây, vừa mới nấu đó. Các anh đừng ngại, còn nóng lắm, ăn đi. Cho anh một cái, anh đừng có dành. Cậu đi ra, gấp gáp gì chứ? Quan đại ca, mấy củ khoai lang này là cho anh đó. Tử Dân, em xem em có cái gì cũng đều nghĩ đến mọi người chúng ta, đúng không? Đúng rồi đó, cầm lấy. Em còn có việc gì không? Quan đại ca, em còn có việc, em đi trước đây. Các anh huấn luyện đi. Vậy em tự cẩn thận chút. Em đi đây. Được. Đi thông thả. Tạm biệt mọi người, đi thông thả. Nào, đến rồi. Nhanh lên, tay chân nhanh lên. Tiệc ăn mừng này của các anh tôi không phản đối, nhưng đừng quá khuya. Nhớ là phải kêu đồng chí của quân cứu quốc, đều là người trẻ mà. Tôi đi đây. Nhớ là đừng khuya quá. Nhớ rồi.
Nhãn tử. Sao vậy? Có tâm sự sao? Nghĩ gì đó? Không có nghĩ gì. Sao vậy? Em nói xem làm sao. Đi thôi. Mọi người đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi em thôi. Quang Ngân, các anh đừng gấp gáp. Nào nào nào, đại đội trưởng Quang đến rồi. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Quang Ngân. Sao rồi Quang Bằng? Cấm túc mấy ngày còn ổn không? Có chuyện gì đâu, không sao. Chuyện cấm túc, hy vọng cậu đừng trách tư lệnh. Họ Thẩm kia, anh coi thường tôi rồi đó. Tư lệnh làm vậy chắc chắn có đạo lý của ông ấy. Làm sao tôi có thể giận ông ấy được? Nghe cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nào, chúng ta rót đầy rượu đi. Hôm nay đội đột kích làm chủ. Chúc mừng đại đội trưởng Quang đã thành công cứu được tư lệnh. Chúng ta cạn ly. Được, cạn nào, cạn. Ngồi đi, ngồi đi. Đại đội trưởng Quang, ngồi đi. Anh có biết không, mọi người vì muốn đợi anh nên đã cố tình kéo dài tiệc ăn mừng thêm mấy ngày đó. Đúng, đúng không? Đúng, chẳng phải như vậy sao? Tôi nói cho mọi người biết, đại đội trưởng Quang lập được công lớn như vậy, tư lệnh còn cấm túc anh ấy. Cấm túc đại đội trưởng Quang. Anh nói gì đó? Im lặng đi. Ngồi xuống mau. Tôi nghe nói các anh ở Giang Châu lần này lợi hại lắm đó. Đã cứu được tư lệnh ra. Các anh nói đi. Mau kể chúng tôi nghe đi. Kể đi. Để tôi kể cho anh nghe. Công lao lần này đều là của Quang đại ca chúng ta. Nếu như không có Quang đại ca chúng ta, làm sao có thể cứu được người ra, đúng không? Đúng. Đúng rồi. Bàn đại ca, Lý đại ca, anh kể cho mọi người nghe thử, rốt cuộc thành phố Giang Châu như thế nào vậy? Tôi kể cho nghe. Anh Hổ, để tôi kể. Được. Nào, kể cho họ nghe đi. Tôi nói các anh biết. Nhãn tử, sao em mơ màng vậy? Không có, không có. Khác với thôn Tiểu Sơn này của chúng ta. Sao khác vậy? Trong thành phố có rất nhiều chuyện mới mẻ vui chơi. Quy tử, em đế ra, chị ra ngoài một lát. Được, tôi nói mấy người nghe. Lần này chúng tôi đến thành phố Giang Châu, đúng là mở mang tầm mắt. Thành phố lớn, nơi mà người ta ở không phải là nhà trọ. Vậy gọi là cái gì? Gọi là tủ điếm. Tủ điếm, tủ điếm. Các anh có biết là gì không? Chữ tủ là rượu, chữ điếm là tiệm. Trong khách sạn này quả thật là uống rượu cũng rất khác với chúng ta. Cầu kỳ đến nỗi thật khiến người ta khó chịu. Toàn nói khoác lác. Không thể nào. Tiệc rượu, nhảy múa kia, chỉ cần các anh đi vào rồi ăn uống thoải mái. Thật sao? Ăn uống thỏa thích. Đúng rồi. Sau đó ở trên sân khấu đó còn có đội nhạc hòa tấu cho mọi người nữa. Dưới sân khấu thì mọi người cùng ôm nhau nhảy cặp ở dưới sân khấu. Nhảy cặp? Nhảy cặp hả? Nhảy cặp nghĩa là gì? Điều này đại đội trưởng Quang biết. Chúng ta mời đại đội trưởng Quang và đội trưởng Thẩm nhảy một bài đi. Được. Nhảy một bài. Nhảy một bài. Nhảy một bài. Đừng kiếm tôi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Nhảy đi nào. Vậy tôi sẽ nhảy một bài. Hôm nay trợ hứng cho mọi người được không? Được. Nhanh lên. Mau đi, mau đi. Quan ngân, quan ngân. Đội trưởng Thẩm, nhảy chung đi. Tôi không biết nhảy. Tôi không biết thật. Tôi không biết nhảy thật. Nhảy đi. Nhảy một bài, nhảy một bài. Nhảy một bài, nhảy một bài. Tôi không biết thật. Tôi không biết thật. Nào qua đó xem thử đi. Tới đây. Đi xem thử đi. Xem thử cái gì là nhảy cặp. Đúng rồi.
Được, được, được. Coi gì đó, xem đội trưởng Thẩm và đại đội trưởng Quang khiêu vũ. Được, được. Được, được. Đội trưởng Thẩm ngại rồi kìa.